À, tiếp nha mấy đứa, hồi nãy nó bị đứt đoạn cái video đó. Vậy thôi, mình quay cái video khác nha. À, cắt qua cái video khác rồi. À, vẽ ba la bôn thì phải có 5 điểm nè. À, ít nhất 5 điểm được chưa? Đây là quy qua điểm C là trừ 2 với 2 với trừ 4. À, thì qua điểm D là trừ 2 với trừ 4 được chưa? Rồi. Cái dấu âm này nè, cái dấu âm này là mình biết cái ba la bôn nó đi về đâu. Được chưa? Cái nó sẽ up, nó up đúng chưa? Dấu âm là nó up. Đó, còn dấu dương thì là nó hướng lên, đó, cái nét cuối cùng nó đi lên được chưa? Rồi, vậy giờ mình vẽ ba la bôn nha. Đây. Ba la bôn này. Đây. X y này, trục tọa độ này. X y z này, đó. Mình vẽ cái này thì nó không chính xác mấy đâu được chưa? 1 này, 2 -1 -1 này. 1 với 2 này. Đó. 1 2 3 4 à. Rồi. 4 à, -1 đây. Được chưa? Đây -4 mới đúng chứ. Nhầm. Rồi. Đây, điểm A đây. À, A bên này. B. Rồi đến đây là C. Đây là D đúng không? Rồi, O đây. Đó, cái ba la bôn thì nó đi qua thôi. Đơn giản đúng không? Dạ. Con này mà để sai nữa, các bạn sẽ có kích thước ba la bôn nhá. Mai mốt có đó. Đó, được chưa? Thì các bạn đọc vô các bạn kẻ thôi. Đó, đơn giản đây anh vẽ tay thì nó không đẹp mấy, được chưa? Rồi, nó kêu vẽ ba la bôn rồi mình vẽ xong rồi. Giờ nó kêu tìm viết phương trình à, tìm tọa độ giao điểm của gì? Của B và D bằng phép tính. À, cái này anh dạy mấy bạn lớp 7 rồi nè. Đó. Anh dạy rồi. Ừ, học lớp 7 mà anh dạy luôn rồi. Đó, được chưa? Đấy, câu B nè. Câu 2 chứ. Đây. Tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép tính. B lúc này là gì? Bằng trừ x bình nè. Y bằng trừ x bình. Rồi D, đường thẳng D lúc này là Y bằng 5x cộng 6. À, đây. Được chưa? Rồi, dễ nè. Dễ nè. Tìm tọa độ giao điểm là đơn giản là đường thẳng B và D đó nó giao nhau đúng không? Nó giao nhau. Đó, có thể D nó nằm đây. Cái này anh vẽ nhám nha. Có thể D nó nằm đây, được chưa? Đó, thì có phải nó cách nhau tại hai điểm này không? Đó, nó giao nhau là nó cùng giao nhau tại tại hai điểm hoặc có thể một điểm là cái đỉnh ba la bôn hoặc là không có điểm nào. Đó, được chưa? Thì đây. Thì tìm tọa độ giao điểm thì mình cho hai cái bằng nhau được chưa? Hai cái bằng nhau thôi. Đây, đây là y1 này, giống đây y2 thì cho y1 bằng y2 được chưa? Thì tương đương đều vậy. Trừ x bình bằng cho 5x cộng 6 đúng không? Rồi mình chuyển vế qua một bên thôi là còn x bình cộng 5x cộng 6 bằng 0 nè. Vậy thì đây á nó cho như vậy để làm gì? Để các bạn đặt nhân tử chung á, nó sẽ có cái dạng nhân tử chung mà cái dạng này nè. Anh nhớ có bài anh cho y hệt như này hồi lớp 7 làm luôn. Hồi lớp 7 mà anh dạy mấy bạn á, không biết mấy bạn có nhớ không thôi. Đó. X bình đấy, anh ghi giờ anh ghi là cộng 2x này, cộng cho 3x thì nó vẫn bằng 5x đúng không? Rồi cộng cho 6 bằng 0. Rồi đây anh đặt x ra là còn x cộng 2 được chưa? Rồi cộng cho 3. Đây có phải x cộng 2 không? Đó, nhân tử chung chưa? Nhân tử chung giống cái dạng lớp 8 các bạn đang học chưa? Đấy, giống chưa? Đó, anh bảo nó liên quan đến lớp 8 nhiều mà. Chứ thực ra có thi lớp 9 đâu, đúng chưa? Rồi bằng à này cộng 3 đúng không? Bằng 0 và x bằng mấy? X bằng -2 hoặc x bằng -3. Đối với x bằng -2 thì suy ra y bằng mấy? Y bằng mấy nhỉ? -2 đúng không? -2 mình thế vô ở đây hoặc là đây cũng được. Thì mình thế vô đây nè. -2 thì y bằng -4 à. Hoặc là y bằng -3 mình thế với ba la bôn thế vô đây cũng ra kết quả tương tự được chưa? Rồi y bằng -9 được chưa? Rồi. Dễ không? Đó. Vậy là hai cái điểm, hai cái tọa độ đó, hai cái điểm đó anh đặt là điểm F đi thì nó có tọa độ là -2 với -4. Đó.
Rồi, điểm kia là điểm E, là E, là có tọa độ là trừ 3 với trừ trừ 9, được chưa? Đó. Dễ không? Rất dễ. Đó, xong rồi. Xong rồi. Đó, chỉ có cái câu 3 này thôi này. Câu 3 này là liên quan đến một xíu của lớp 9 thôi, liên quan đến cái VF thôi. Đó, mà nó cũng chẳng chọt lép gì tụi mình, đúng không? Không có gì sợ hết. Đây. Giải quyết tiếp. Viết phương trình đường thẳng D phẩy, biết D phẩy song song với D và cách B tại hai điểm phân biệt có hành độ là x1, x2. Sao cho tích của hai hai điểm này là gì? Là trừ 24, đúng không? Rồi, đây. Vậy cái mình phải nhận định cái đường thẳng D phẩy nó có dạng gì? Nó song song D, đúng không? Thì nó sẽ có dạng Y là bằng bằng AX cộng B, đúng không? Nè, cái A này D phẩy là song song D, thì cái A này nè, cái hệ số góc, A là hệ số góc, nó sẽ bằng cái hệ số góc của thằng D luôn. Đó, là sẽ bằng bằng 5. À, vậy là mình nhận định nếu mà nó song song thì sao? Nó bằng luôn, vậy là 5x cộng B. Đó, được chưa? Rồi, mà thằng D phẩy này, thằng D phẩy này đúng không? Mà nó lại giao với thằng ông B. À, giao với ông B thì sao? Thì sao? Thì nó có hai nghiệm đó, thì giờ mình cho giao, giao là cho hai cái bằng nhau, vậy rồi mình tiếp tục làm gì? Trừ x bên, mình cho hai cái bằng nhau, 5x cộng cộng b đó. Cái mục tiêu nó cho cái này nè, để mình tìm b thôi đó, được chưa? Để nó không cho dư luôn nha mấy đứa, đó nó sẽ cho đầy đủ hết đó, quan trọng mình có nhìn nó không thôi. Vậy tương đương gì? X bình cộng 5x cộng cho b bằng bằng không, được chưa? Rồi, mai mốt lớp 9 thì sẽ được học VS. VS thì nó sẽ có VS. Đó, VS. À, VS thì khi mà VS là áp dụng cho hàm bậc 2, đúng không? Hàm bậc 2 thì nó có hai nghiệm. Nếu mà hàm có hai nghiệm á thì nó sẽ có dạng như sau: x1 mà cộng x2 thì bằng trừ b trên a. Trừ b trên a, x1 nhân x2 là bằng c trên a. Đó. Với b là hệ số trước x, a là hệ số trước trước x bình và c là hệ số tự do, được chưa? Đây, nó sẽ có dạng như thế này đây nè: ax bình cộng bx cộng c, đó kiểu vậy, được chưa? Đó, đó. Với a b c các bạn hiểu như vậy, được chưa? Rồi, thì các bạn nhìn đây, này, vậy thì nó cho tích đúng không? Tích x1 nhân x2 là bằng c trên a. À, c trên a thì các bạn nhìn này, cái b này á không phải là b này đâu nha, cái b này mình đập thôi, được chưa? Nó vô tình trùng thôi. Đây, x1 nhân x2 là bằng c trên a. Các bạn nhìn cái c là hệ số tự do ở đây có phải là b không? Đó là bằng b trên cho a. A lúc này có phải bằng một không? Một nhân x bình này là bằng một. Đó, bằng nhiêu? Trừ 24. Vậy b bằng nhiêu? B bằng trừ 24. Ồ, ra chưa? Vậy là mình tìm được d phẩy, được chưa? Là bằng y bằng gì? 5x trừ trừ 24. À, dễ chưa? Rất dễ, đúng không? Đó, rồi, xong rồi tiếp theo. Quá easy, đúng không? Quá easy. Làm nhẹ nhàng, đúng không? Làm vừa nghỉ mệt cũng được nữa. Chẳng gì phải gọi, đúng không? Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục. Đây, câu này là toán lớp 8 các bạn sẽ được học. Là nó có dạng gì ta? Nó có dạng là lập hệ phương trình đó với bài toán có lời văn đó. Giống 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 cái kiểu mà các bạn học lớp 4 á. À, có 10 con chim như ngàn cây, xong rồi bắn chết ba con còn mấy con á, kiểu vậy, được chưa? Bắn chết ba con còn mấy con đó, nhưng mà chẳng còn con nào, nó bay hết rồi, chẳng còn con nào, được chưa? À, đây, bài 4. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Rồi, đây. Thậm chí bài này nhé, bài này mấy em lớp 5 mà tư duy tốt nha, vẫn làm được bình thường nha mấy em. Ồ, thật. Bài này thực ra là dạng dễ nè. Nó cho cái dạng mà công nhân mà làm năng suất á, dạng đó cũng hơi hơi mệt thôi. Đó, hoặc là vận tốc. Còn thực ra bài này là cái dạng này là
mấy đứa là may mắn lắm nè, đề năm nay dịch nè, người ta cho đề rất dễ, thậm chí bài hình mà đến câu cuối nó cũng đâu khống chế điểm 10 đâu. Đó, bạn nào mà làm nhanh làm kịp vẫn 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 kịp, vẫn ra 10 điểm bình thường, được chưa? Rồi, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, đó. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn, đó. Thuộc đất trong vườn rộng, lối đi xung quanh đúng không? Nó mình đọc mình phải phân tích đề này. Lối đi xung quanh là sao? Đây, cái viên ngoài này, đó. Anh đi xung quanh này, đây cái lối đi đây, lối đi đây, được chưa? Rồi, là chiều rộng của cái lối đi này là 1,5, được chưa? 1,5 đúng không? Rồi, 1,5. Rồi. Vậy thì người ta kêu tính kích thước của vườn là tìm chiều dài và chiều rộng đó, hoặc là người ta hỏi tính diện tích thì ok luôn, mình vẫn làm đây. Và người ta cho biết cái diện tích này, cái diện tích phía trong còn lại này là 4.329 m2. À, cái diện tích bên trong, cái diện tích anh gạch chéo đó, được chưa? Cái lối đi thì không tính. Rồi. Vậy thì sao? Đây, mình đặt cái chiều rộng là x. Chiều rộng đúng không? Chiều rộng là x đúng không? X này phải lớn không nè, cái điều kiện quan trọng nè. Tại vì số dương mà, vô rộng, chiều dài là gì? Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng là 3x đó. Được chưa? X lớn không thì chiều dài cũng lớn không rồi, không phải đặt điều kiện nữa. Rồi thì sao? Mình đặt đơn vị nữa, đơn vị là mét, đơn vị là mét, được chưa? Rồi. Bây giờ sao? Nó bảo là cái gì? À, cái diện tích mà còn lại đúng không? Thì các bạn xem nhé, các bạn xem nhé. Cái này 1,5, nó chiếm 1,5 đây nè. Cái này cũng chiếm 1,5 nè. Thì nó tổng cộng cái chiều rộng á, nó bị giảm đi bao nhiêu? Nó giảm đi 3 đúng không? 3 mét đúng không? Bên này chiếm 1,5, bên này cũng chiếm 1,5, thì chiều rộng còn lại đây nè. Đó, là chiều rộng còn lại đây nè. Là có phải là giảm đi 3 mét không? Là có phải x chiều 3 không? À, đúng không? Chiều dài cũng vậy. Đây cũng bị cắt đi 3 mét, à, 1,5 mét để làm cái đường đi. Bên này cũng làm cái đường đi. Được chưa? Vậy thì tổng chiều dài cũng bị bớt đi 3 mét. À, tổng chiều dài cũng bị bớt đi 3 mét. Mà diện tích cái ông này nè, cái phần bên trong này nè, thì có phải bằng dài bằng cái chiều dài còn lại không, nhân cái chiều rộng còn lại không, đúng không? Mà cái chiều rộng còn lại đây là x trừ 3 nè, rồi nhân cho cái chiều dài còn lại là bằng 3x trừ cho 3 luôn đó, được chưa? Rồi thì nó bằng bao nhiêu? Nó bằng đúng cái con số này, nó bằng đúng cái con số này, 4.329 m2 đấy. Rồi các bạn tính thôi, các bạn tính đến đây, các bạn tính nè, đến đây các bạn tính nha, chị các bạn tính nha. Vậy là mình có x trừ 3 là cái chiều rộng lúc sau, nhân cho 3x trừ 3 đấy bằng cho 4.329, được chưa? Rồi vậy thì đây, x trừ 3 là 3x bình nè, trừ cho 3x, trừ cho 9x, trừ cho 3 là trừ 12x. Đấy, anh tính nhanh luôn. Rồi cộng cho 9, được chưa? Là bằng 4.329 đúng không? Rồi. Thì đến đây có thể các bạn bấm máy cũng được. Đó, đến đây các bạn bấm máy cũng được. Bấm máy đi ha. Bấm máy đi. Chứ mà làm cái này nó dài nữa, đúng không? Mình việc gì mình phải tìm cho làm cho dài. Rồi anh bấm máy. Đúng không? Anh chỉ các bạn bấm máy rồi. Đây. Bấm máy nha. À, 3x bình. 3x bền có trừ cho 12x nè, rồi cộng cho 9 đúng không, bằng 4.329. Xếp sao đây, x bằng trừ 36, một cái x bằng trừ 36, có nhận không? Đấy là độ dài, độ rộng là phải là số dương đúng không? Nó mình vừa đặt điều kiện là mình loại rồi, loại không để đúng được. Xếp sau cái nữa mình cho nó về bình dương là x bằng 40, thì cái này mình nhận này. Đấy, nhận này. Vậy là chiều dài ban đầu là bao nhiêu? Chiều dài ban đầu thì có phải là x đâu, mà là x bằng bao nhiêu? X bằng 40 là chiều dài ban đầu 40 m. Chiều rộng gấp 3 lần chiều dài, vậy là chiều rộng là bao nhiêu? Chiều rộng là bằng 40, chiều dài là có phải bằng 3x đâu, là bằng 120.
dễ chưa? Đó, trong 20 dễ chưa? Đó. Thực ra con này rất dễ luôn. Con này còn dễ hơn, đỡ phải nghĩ hơn cái câu tính năng suất với cái gì mà vòi nước chảy hay là thuyền đi rồi xe đi đó, xe đi hai đầu gì đó, được chưa? Dễ, con này dễ lắm, chỉ cần suy luận một xíu thôi, được chưa? Rồi, easy. Easy, không có gì phải bàn cãi. Rồi, ok. Rồi tiếp theo nha, mình làm màn hình nha. Làm màn hình nha mấy em. Rồi làm màn hình. Màn hình chắc anh để cho cái clip sau đi ha. Rồi.